Dạ, xin chào anh chị. Thì được sự yêu cầu của một số anh chị, vì vậy trưa ngày hôm qua em đã ra video chia sẻ bằng cái kinh nghiệm của em, gửi đến cho anh chị xem cái cách bón phân. Thì vào cái thời điểm này, cây mai nó rất là quan trọng, anh chị phải biết nhìn bộ tàn, bộ lá và anh chị đánh giá được cái cơ địa cây mai mình mạnh yếu á, rồi anh chị phải biết nhìn cái màu sắc của lá, rồi anh chị mới biết được cây mai của mình á nó cần cái hàm lượng phân bón nào để anh chị lựa phân bón cho nó phù hợp vào cái giai đoạn này. Bởi vì vào giai đoạn này cây mai nó rất là quan trọng hả anh chị, cây mình nó vừa sinh trưởng và vừa sinh sản. Nếu như anh chị lựa phân bón nó không đúng, ví dụ như là anh chị lựa phân bón có hàm lượng kali nó quá cao, dẫn đến làm cho cây mai anh chị bộ lá nó mau già, nó vàng và rồi nó rụng, hoặc là cái cơ địa cây mai anh chị nó quá mạnh mà anh chị không biết lựa phân bón để điều chỉnh cho cây mai mình nó sượng cái sự đi đọt lại để tập trung tạo nụ, mà anh chị không biết lựa phân bón á, anh chị bón vào thì cây mai tiếp tục nó phát triển mạnh nữa. Vì vậy vào cái giai đoạn này lựa phân bón là cung cấp cho cây á, là nó rất là quan trọng. Nhưng mà mình muốn bón cho nó đúng thì anh chị phải biết nhìn cái màu sắc của lá, coi cây mai của mình nó cần cái hàm lượng phân bón nào để mình lựa mình bón cho nó đúng hả anh chị. Thì anh chị nào đã xem cái video ngày hôm qua rồi thì anh chị cũng đã biết rồi. Còn cái chủ đề của cái video này ngày hôm nay em chia sẻ cũng là được sự yêu cầu của một số anh chị. Anh chị bình luận hỏi em là: em ơi, cây mai của anh ha, đã bón qua cho nó một cự super lăng rồi, anh muốn tạo nụ cho cây, anh bón qua cho nó một cự super lăng rồi, nhưng mà hiện tại giờ thấy mầm kim nó chưa có lên nhiều, nó còn ít và nó còn đang phóng đọt rất mạnh. Vậy thì theo em chăm sóc như thế nào và cái cử bón phân kế tiếp mình nên bón phân gì để giúp cho cây mai nó lên nụ? Thì trong video này em chia sẻ chủ đề này thì em cũng chia sẻ bằng kinh nghiệm của em ha. Nếu như đúng và hợp lý logic chị mạnh tay bấm tặng em một like nha anh chị. Rồi em mời các anh chị theo chân em ha. Thì nãy giờ em đi vòng vòng cái vườn mai của em kiếm cây nào mà nó phát triển quá mạnh, nó không có mầm kim hoặc là nó ít mầm kim để em làm minh họa cho anh chị xem thì nãy giờ em kiếm là không có anh chị. Thì cái vườn mai của em cây nào như cây nấy nó đều phát triển tương đối ổn định, nó phát triển tới đâu thì nó tạo ra cái mầm kim và tạo ra cái mầm nụ tới đó. Vì vậy em lấy cây mai tơ này em làm minh họa ha. Đây anh chị hãy quan sát cái cây mai tơ này là nó đang đi đọt cũng tương đối là mạnh nè anh chị. Thì trước nhất cái cơ địa cây mai anh chị nó quá mạnh, nó đi đọt tới đâu thì anh chị bấm chặn đọt giùm em tới đó nghe. Nè, đây là cái nhánh trên ha, nó ra khoảng chừng vài lá như thế này là em bấm rồi, vài chục cm như thế này là em bấm rồi nè ha. Bấm nè. Em xin nhắc lại, cây mai nào cơ địa nó quá mạnh, nó đi đọt mạnh á thì nó đi đọt tới đâu là anh chị bấm tới đó, bấm tới đâu là phải đẹp tới đó theo cái hình mà cây mai anh chị á. Ví dụ như cây mai anh chị hình non lá thì anh chị sẽ bấm theo hình non lá ha. Hình thông thì bấm hình thông. Bấm như thế này giùm em nghe. Mình bấm như thế này nè ha anh chị. Em cũng vừa bấm rồi nè. Đây. Em cũng vừa bấm rồi như thế này. Thì mình bấm tới đâu là nó phải đẹp tới đó nghe anh chị. Để em nói sơ sơ một cái để cho anh chị hình dung ra, để anh chị hiểu ha. Đây là cái nhánh trên nè, đây là cái nhánh chính giữa nè. Anh chị hãy nhìn cái nhánh trên này, nó có dài hơn nhánh giữa không? Và cái nhánh trên này nó có dài hơn nhánh dưới xa quá không? Nếu mà nó dài hơn xa quá thì anh chị bấm sâu vào ha. Còn cái nhánh chính giữa nè, mình so sánh lại với nhánh trên, nhánh chính giữa này nó dài hơn nhánh trên một chút rồi thì đó, thì nó đã thành cái hình nón lá rồi. Còn cái nhánh dưới này nó đặt cũng đang phóng đọt nè, mình thấy nó ra tương đối, mình so sánh lại mình nhìn á, mình thấy cái nhánh dưới này nó ra cũng tương đối với hai cái nhánh mà mình bấm rồi thì mình bấm cạn ha, bấm cạn như thế này. Còn trường hợp mà nó ra dài quá thì mình bấm sâu vào, mình bấm tới đâu là nó phải đẹp tới đó. Nó thì em đã bấm rồi ha, anh chị đứng đằng xa nhìn lại á thì cây mai mình nó hài hòa lại liền, mình bấm tới đâu là nó phải đẹp tới đó theo cái form hình mà cây mai anh chị đang có. Ví dụ như cái form hình cây mai anh chị là cái hình mâm xôi thì nó sẽ thành cái hình mâm xôi, còn cây mai anh chị là hình tàn thông thì nó sẽ hình cái tàn thông, còn cây mai anh chị dáng đổ thì nó sẽ thành cái dáng đổ. Bấm tới đâu là nó phải đẹp tới đó. Thì anh chị có biết cái việc mà mình bấm chặn đọt cho cây mai vào cái giai đoạn cây mình vừa sinh trưởng và vừa sinh sản như thế này nó có cái công dụng gì không anh chị? Là nó có cái công dụng là đối với những cây mai mà bộ tàn nó còn ít như thế này, mai tơ bộ tàn còn ít như thế này thì nó có cái công dụng là giúp cho cái cây mai của mình á kẹo tàn nhặt lá. Ví dụ như là những cái nhánh mà xương cá như thế này nè
Thì khi mình bấm rồi thì nhánh xương cái này nè, nó sẽ phát triển ra, nó làm cho cây mai của mình đó kẹo tàn. Và mình bấm chặn đọt như thế này là nó giúp cho nhánh này nè mập cành mập cốt, và nó cũng giúp cho cái phần cây đọt trong này nè anh chị. Cái phần cây đọt trong này nó ra từ hôm Tết tới giờ nè, nó giúp cho cái phần cây đọt trong này hình thành lên cái mầm kim và thành muốn thành cái nụ gạo như thế này nè anh chị thấy nè. Đó. Thì đối với cây mai, đặc tính của cây mai anh chị, cái phần nào nó ra trước thì nó sẽ hình thành lên cái nụ kim và nụ gạo trước, còn phần nào nó ra sau thì nó sẽ hình thành lên nụ kim và nụ gạo sau. Thì đây là cái cây mai tơ ha. Anh chị thấy cây mai tơ á, là nó rất tơ, nhưng mà đến cái giai đoạn cây mình vừa sinh trưởng và vừa sinh sản như thế này thì cây mai tơ của mình nó cũng vẫn cho nụ rất là ok. Đây, nó cũng vẫn cho nụ rất là ok, nhưng mà so sánh nó với cây mai già mùa hơn á, cây mai lớn tuổi hơn nó vài năm á, thì cây mai già mùa nó sẽ cho nụ đạt hơn. Vì vậy cây mai nào của anh chị mà già mùa rồi thì cây mai anh chị nó sẽ cho nụ đạt hơn cây mai tơ của em. Nhưng mà em hứa với các anh chị là cách chăm của em á, sẽ làm cho những cây mai tơ này nè nụ nó cũng rất ngon, Tết cũng đặt cây đó nghe anh chị. Và anh chị muốn được cái kết quả Tết có đặt bông hay không thì anh chị cố gắng xem từng cái video em ra ha. Cũng như đây là cái cây già mùa lớn tuổi hơn nó nè, anh chị thấy nụ nó ngon hơn nè, thấy chưa nè, nụ nó ngon hơn, nụ nó đạt hơn, cũng chung một giống đó anh chị. Nhưng mà cái cây mai tơ nó cho nụ không bằng, nó cho nụ không bằng, còn cây già mùa nó sẽ cho nụ ngon. Vì vậy đối với cây mai nào đi chăng nữa, mai tơ hay hoặc là cây mai già mùa, vào giai đoạn này là cây mình nó vừa sinh trưởng và vừa sinh sản là như vậy anh chị. Rồi thì nãy giờ đầu video em chia sẻ cái việc làm đầu tiên như vậy thì anh chị xem anh chị cũng đã hiểu rồi ha. Bây giờ tới cái việc làm thứ hai, việc làm thứ hai này nó cũng rất là quan trọng, đó là cái vấn đề bón phân tạo nụ cho cây. Thì anh chị bình luận hỏi em là cây mai anh chị cơ địa nó quá mạnh, anh đã bón qua cho nó một cử super lăng đơn rồi. Nụ quý của anh là muốn cho cây mai anh nó phân quá mầm qua, tạo ra nụ kim và nụ gạo, nhưng mà anh bón rồi cây mai anh nó vẫn phóng đọt mạnh. Vậy thì mình có nên bón cử thứ hai không em? Hoặc là mình bón phân gì để giúp cho cây mai anh nó tạo nụ tốt đẹp hơn? Thì cuối video này em xin trả lời cái câu hỏi này. Thì trước nhất anh chị nên nắm cái vai trò, nên nắm cái vai trò của super lăng là cái gì ha. Thì vai trò của super lăng á là nó có cái vai trò làm cho cái chất chồng trong chậu mai của mình á tươi xốp, hạ phèn trong đất, tăng cái độ pH của đất. Thì khi nó làm tròn nhiệm vụ này rồi thì cái bộ rễ ở dưới, bộ rễ cây mai mình á nó phát triển. Thì khi bộ rễ nó phát triển rồi á thì sao anh chị? Thì nó cũng làm cho cái phần đọt trên này nè nó tiếp tục phóng đọt mạnh. Rồi cộng thêm cái cơ địa cây mai anh chị nó mạnh nè, rồi cộng thêm cái bộ rễ cây mai anh chị nó nhiều nè, rồi cộng thêm cái trước đó anh chị đã tưới rưỡng rễ, rồi tưới phân có hàm lượng đạm cao rồi đó, thì những cái thành phần mà dinh dưỡng đó nó còn nằm trong cái chất chồng á. Thì khi anh chị bón lăng vào thì lăng với cái dinh dưỡng mà có sẵn trong chất chồng á, nó cũng làm cho cây mai anh chị phóng đọt rất mạnh. Đặc biệt nữa là chỗ ở anh chị mà có trời mưa nhiều á, trong nước mưa nó có chất cắt đạm, nó cũng làm cho cây mai anh chị phát triển rất mạnh là như vậy anh chị. Vì vậy anh chị bón qua cho nó một cử super lăng đơn rồi, thì một cử này nó cũng chưa có đủ lực để làm cho cây mai anh chị phân quá mầm qua và tạo ra nụ kim nụ gạo được đâu anh chị. Vì vậy anh chị có thể tiếp tục bón cho nó thêm một cử thứ hai nữa ha. Anh chị nên lưu ý là super lăng đơn hiệu Long Thành này á là anh chị nên bón từ 1 đến 2 cử, tối đa là 3 cử anh chị ngưng nha anh chị. Cũng như cái vườn mai của em hôm đầu năm em đã bón qua cho nó một cử rồi. Rồi đến cái giai đoạn tháng 7 em mới coi cây mai nào bộ tàn lá xum xơi thì em bón qua cho nó một cử rồi. Còn cây nào em đã bón qua một cử đầu tiên rồi mà chưa phân quá mầm qua nhiều, chưa nụ kim nhiều, chưa nụ gạo nhiều thì em đã bón qua cho nó một cử thứ hai rồi. Thì bắt đầu những cây đó em ngưng rồi đó anh chị, không có còn bón super lăng nữa. Bởi vì super lăng mà anh chị bón nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái chất chồng trong chậu mai anh chị á nó bị chua chất chồng nghe. Cái gì nó cũng vậy, nó đều có một cái con dao hai lưỡi trong đó, không có nên sử dụng nó quá liều và cũng không nên sử dụng nó quá nhiều lần. Bón tối đa là từ 1 đến 2 lần hoặc là 3 lần thôi. Vì vậy cây mai của anh chị bón hôm tháng 7 rồi mà chưa có phân quá mầm qua, chưa tạo ra nụ kim thì bây giờ là đầu tháng 8 anh chị bón qua cho nó một cử nữa đi ha. Rồi đến giữa tháng 8 hoặc là cuối tháng 8 đến cái cử bón thứ ba, anh chị nên đổi sang NPK có hàm lượng kali ha.
ví dụ như là 20, 20, 15 được nè, rồi 3 số 17 được nè, rồi 16, 16, 8 được nè, thì đó là những công thức có hàm lượng kali để nó kìm hãm cái sự phát triển của cái bộ tàn cây mai anh chị lại một phần nào, để cho nó tập trung tạo nụ anh chị. Thì nãy giờ em chia sẻ dành cho những anh chị ở trong miền Tây Nam Bộ của em đây ha. Còn anh chị ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì vào cái giai đoạn này, nếu như cây mai anh chị mà nó chưa có nụ kim, chưa hình thành lên nụ gạo thì có thể là trễ rồi. Mà hiện tại giờ cây mai của anh chị nó đang phóng đột rất mạnh thì có thể là trễ rồi. Vì vậy cái cử bón thứ hai này nè, anh chị có thể cộng vào một chút kali đơn. Em xin nhắc lại ha, anh chị ở ngoài miền Trung, miền Bắc hoặc là cái tỉnh thành nào đó mà khó tạo nụ đó, mà bây giờ cây mai anh chị đang phóng đột rất mạnh, nhìn vào bên trong ít có nụ kim hoặc là chưa có nụ kim, thì đối với anh chị ở ngoài miền Trung, miền Bắc theo em được biết á, là có khả năng là trễ rồi. Nếu như anh chị đã bón qua cho nó một cử super lăng hôm tháng 7 rồi, thì bây giờ cử bón thứ hai nè, anh chị lấy thằng kali đơn á, anh chị cộng vào. Cái cách cộng á là lấy 1,5 gram của thằng super lăng đơn, rồi anh chị lấy cái thằng kali đơn á là 1,5 gram, hai thằng này cộng lại là 3 gram cho 1 lít nước. Ví dụ như cây mai anh chị nhìn cái bộ tàn lá nó quá xanh tốt, nó phóng đột quá mạnh, thì anh chị có thể lấy giảm cái thằng super lăng đơn lại, tăng cái thằng kali lên. Ví dụ như là có thể lấy 1 gram của cái thằng super lăng, rồi anh chị căng 2 gram của thằng kali, hai này cộng lại để ngâm cho 1 lít nước anh chị tưới. Cái chậu anh chị tưới được bao nhiêu lít thì tính ra được cái lượng phân và cái lượng nước. Em xin nhắc lại lần nữa, anh chị ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì vào giai đoạn này cây mai anh chị chưa có nụ kim thì có khả năng là trễ rồi. Anh chị, trước khi anh chị bón phân thì anh chị nhìn cái màu lá coi, nhìn cái màu lá nó xanh tốt như thế này và cây mai anh chị nó phóng đột quá mạnh, thì chứng tỏ cái hàm lượng đạm và lăng nó đã đủ và dư rồi. Vì vậy anh chị có thể tăng cái hàm lượng kali lên, như là anh chị lấy 1 gram của cái thằng super lăng đơn, rồi anh chị căng 2 gram của thằng kali đơn, hai này cộng lại là 3 gram, ngâm cho 1 lít nước anh chị tưới. Chậu anh chị tưới được bao nhiêu lít thì tính ra được cái lượng phân và cái lượng nước liền à. Còn trường hợp với cây mai anh chị á, cái bộ lá nó cũng chưa có được xanh gì mấy mà nó cũng đang phóng đột rất mạnh, thì anh chị có thể lấy 1,5 gram của thằng super lăng, rồi 1,5 gram của cái thằng kali đơn, hai này cộng lại là 3 gram cho 1 lít nước. Nhưng mà nói tóm lại á, những cái cục mốc mà em vừa nói mới nãy đó, anh chị muốn lấy 1 gram hoặc là 1,5 gram đều được hết, hai thằng này cộng lại làm sao cho 3 gram cho 1 lít nước là được. Có hàm lượng kali vào để nó ngăn ngừa cái sự phát triển của bộ tàn cây mai anh chị á, nó giúp cho cái màu lá cây mai anh chị á, nó mau lão quá và nó tập trung tạo nụ ha. Đó là dành cho anh chị ở ngoài miền Trung, miền Bắc. Còn đầu video nè, đầu video nãy á, là em chia sẻ dành cho anh chị ở trong miền Tây Nam Bộ em đây, thì bây giờ em xin nhắc lại dành cho miền cho anh chị ở trong miền Tây Nam Bộ em đây ha. Anh chị đã bón qua cho nó một cử super lăng đơn hôm tháng 7 rồi, bây giờ nè tới đầu tháng 8 nè, anh chị bón thêm lần thứ hai nữa đi, rồi lần thứ ba anh chị đổi sang NPK, ví dụ như là 3 số 17 hoặc là 20 20 15 hoặc là 16 16 8, rồi bón từ đây đến tháng 9, rồi mình coi cơ địa cây mai coi nó có vào nụ nhiều chưa. Vào nụ nhiều thì không cần cộng kali, còn tới đầu tháng 9 mà là cây mai của mình nó chưa có bầu nụ nhiều á, thì lúc đó anh chị cộng thêm kali ha. Bởi vì miền Tây Nam Bộ của mình đây á, vào giai đoạn này là sử dụng kali ít thôi anh chị. Những cái cây nào mà cơ địa nó quá mạnh thì có thể lựa những cái công thức NPK có hàm lượng kali tương đối cao á, để mình ngăn ngừa chút thôi. Còn cái cách cộng giữa kali đơn và super lăng đơn á, thì miền Tây Nam Bộ em đây á, đối với em á, tới tháng 9 á, đến tháng 9, giữa tháng 9 hoặc là tháng 10 em mới làm cái cách đó. Còn bây giờ anh chị ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì có thể làm cách đó được rồi. Bởi vì ở ngoài đó tạo nụ khó, với lại lặt lá trước miền Tây đó, cho nên anh chị có thể làm trước miền Tây Nam Bộ của em ở đây cách đó một tháng là được. Rồi tiếp theo nữa là em chia sẻ cái vấn đề phụ ha. Trên bộ tàn bộ lá nè, thì vào cái giai đoạn này anh chị vẫn tiếp tục phun cái thằng cơm bi vi lượng giùm em nha. Cơm bi vi lượng, đa chung vi lượng anh chị. Thì cái thằng thằng đó nó giúp cho cái bộ lá cây mai anh chị nó xanh, và những cái dinh dưỡng đó nó cũng làm cho cây mai anh chị phát triển tới đâu là cũng tạo nụ tới đó luôn á anh chị. Thì vào cái giai đoạn này mình luôn giữ cho cái bộ lá nó xanh tốt ha anh chị, để phòng ngừa cái khí hậu nó thay đổi thất thường,
nhiều khi mà mình lạm dụng quá, cây mai của mình nó mau già lá, nó rụng lá đó là nó hơi căng. Còn nước tưới thì chỗ nào mà mưa nhiều quá thì anh chị đỡ tưới nước, còn chỗ nào mà ít mưa thì anh chị phải cung cấp đầy đủ cái lượng nước cho cây ha. Cây mai cái lượng nước nó rất là quan trọng đó nha anh chị. Rồi video này em kết thúc ở đây, anh chị hãy bấm tặng em like ha.